Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 29 tháng 4, giá phân bón vẫn ở mức cao. Giá nhập khẩu NPK Trung Quốc về Việt Nam vẫn giữ xu hướng đi lên trong đầu năm 22. Tuy nhiên, mức tăng đã chậm lại, chào giá SA Trung Quốc về Việt Nam cũng có xu hướng giảm. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 807-902, Phú Mỹ là 806-900 ngàn, Bình Điền là 850-900 ngàn, ure Hà Bắc 804-809, Ninh Bình 850-900 ngàn, Trung Quốc là 808-902, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục là 880-920 ngàn đồng. DAP Hồng Hà là 1.350.000-1.400.000, Đình Vũ là 1.050.000-1.150.000, Đức Giang là 1.100.000-1.190.000, Philippines là 1.250.000-1.350.000, Hàn Quốc là 1.390.000-1.490.000, DAP Ngũ Nga đen 64% là 1.350.000-1.450.000, phần kali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ là 1.050.000-1.100.000, ba con cò 1.150.000-1.200.000, Canada là 1.050.000-1.100.000, Israel là 1.100.000-1.200.000, Belarus và Jordan là 1.050.000-1.100.000, kali Israel hạt nhuyễn là 1.000.000-1.050.000, kali Israel trắng 1.000.000-1.050.000, NPK 16 16 16 của Nga 900-950.000, SOB kali sunfat là 950-990, NPK 16 16 8 Bình Điền là 820-806, Cà Mau và Phú Mỹ là 804-807, ba con cò là 900-950, Việt Nhật là 806-901, Hàn Quốc 16 16 8 cộng 9S là 800-850, 16 16 8 TE Việt Nhật là 920-970, NPK 20 20 15, ba con cò 1.120-1.160, Bình Điền là 1.000.000-1.050, Sông Danh là 1.050.000-1.100.000, NPK 20 20 15 TE Bình Điền là 1.050.000-1.100.000, Phân Lân, Sắp Bê Lân, Long Thành 206-300, Lân Văn Điển là 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau là 808-902, Phú Mỹ là 807-901, Bình Điền là 806-901, ure Hà Bắc là 850-890, Ninh Bình là 860-900 ngàn, DB Hồng Hà 1.350.000-1.400.000, Đình Vũ là 1.150.000-1.250.000, Đức Giang là 1.100.000-1.190.000, NPK 20 20 15 TE Bình Điền 1.050.000-1.150.000, 20 20 15 Bình Điền 1.000.000-1.050.000, 20 20 15 ba con cò 1.050.000-1.150.000, 20 12 7 TE Bình Điền 809-940, 18 86 Việt Nhật 820-880, 14 14 14 Philip 906-909, 15 5 10 14 S Lào Cai 504-509, 16 88 Phú Mỹ là 801-850.000, 20 55 Bình Điền là 607-720.000 đồng, 17 19 9 TE Phú Mỹ là 901-950.000 đồng, Phân Lân Văn Điển 260-290, Lân Lâm Thao là 204-207, Lân Đen là 202-206, NPK 16 16 8 Cà Mau và Phú Mỹ là 903-909, Việt Nhật là 850-890, Philip Korea là 806-900, 16 16 8 TE Philip Korea là 901-950, phân kali Cà Mau và Phú Mỹ là 1.050.000-1.100.000, kali bột Phú Mỹ là 906-1.020, phân SA Nhật là 520-550, SA Trung Quốc là 550-590, SA Đài Loan là 530-570. Ở khu vực miền Trung, phân ure Cà Mau và Phú Mỹ có sự chênh lệch ha bà con ha. Cà Mau là 808-902, Phú Mỹ là 807-901,
Bình Điền là 860 tới 901, Ure Hà Bắc là 850 tới 890, Ninh Bình là 860 tới 900 ngàn. NBK 20 20 15. Sông Danh là 909 tới 1.040, Đầu Trâu là 909 tới 1.050, Bông Lúa là 904 tới 908, Ba Con Cò là 1.100 tới 1.150, Bình Điền là 1.100 cho tới 1.120. NBK 16 16 8 Cà Mau 807 tới 901, Phú Mỹ là 900 tới 950, Lào Cai là 806 tới 901, Đầu Trâu là 809 tới 904. NBK khác 16 8 8 Phú Mỹ là 802 tới 807, 15 5 10 14S Lào Cai là 504 tới 509, 20 12 7 TE Bình Điền là 900 tới 950. Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 1.050 tới 1.100 ngàn. Cali Bột Hà Anh là 901 tới 950, Cali Hạt Rồng Đỏ là 920 tới 970, Phân Lân Lâm Thao 206 tới 209, Lào Cai 250 tới 208, Văn Điển là 206 tới 209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau 808 tới 902, Phú Mỹ là 807 tới 901, Bình Điền là 806 tới 901, Ure Hà Bắc là 850 tới 809, Ninh Bình là 806 tới 900, Trung Quốc là 808 tới 902, DAB Đình Vũ 950 tới 1 triệu đồng, Hàn Quốc là 1.4 tới 1.4 50, Hồng Hà là 1.3 tới 1.3 90. NBK 13 13 13 TE Bình Điền là 930 tới 970, 16 16 8 Việt Nhật là 901 tới 950, 16 16 8 TE Việt Nhật là 900 tới 950, 16 16 8 Ba Con Cò là 920 tới 980, 16 16 8 Phú Mỹ là 870 tới 920, Lộc Điển là 880 tới 920, Phân Lân Lâm Thao 204 tới 208, Lân Lộc Điền là 300 tới 350, Lân Văn Điển là 250 tới 208, Phân Cali Cà Mau và Phú Mỹ là 1.050 tới 1.100 ngàn, Ba Con Cò là 1.150 tới 1.200, Canada là 1.050 tới 1.100, Israel là 1.100 tới 1.200, Belarus và Jordan là 1.050 tới 1.100 ngàn, Cali Israel hạt nhuyễn bột 1.000.000 tới 1.050. Cali Israel trắng là 1.000.000 tới 1.050. Cali bột Hà Anh và Cali bột Phú Mỹ là 920 tới 907. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và bà con mua bằng tiền mặt nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào.